Trong một vụ kiện chưa từng thấy, mối quan hệ giữa bà Hàn Ni và bà Nguyễn Phương Hằng đã biến thành màn kịch đối đầu kịch tính tại tòa án, khi cả hai đều trở thành bị cáo và cùng tội danh. Từ những cuộc tranh cãi trên không gian mạng, họ đã đối mặt với cái giá phải trả là bản án 1 năm 6 tháng tù đối với bà Hàn Ni, 3 năm tù đối với bà Phương Hằng. Làm sao một cuộc chiến trên mạng lại có thể biến thành một vụ án? Đầu là ranh giới giữa tự do ngôn luận và việc lợi dụng quyền tự do để xâm hại người khác. Hãy cùng chúng tôi theo dõi video này để hiểu rõ hơn về vụ việc. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Bà Nguyễn Phương Hằng được trích xuất tới trại giam Chí Hòa trước phiên tòa phúc thẩm. Ngày 2 tháng 4, theo nguồn tin của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Phương Hằng đã được trích xuất từ nơi đang thi hành án về trại giam Chí Hòa Công an Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ cho công tác xét xử trong phiên tòa phúc thẩm diễn ra trong 2 ngày 4 và 5 tháng 4 tới. Phiên tòa phúc thẩm do thẩm phán Phan Đức Phương làm chủ tọa. Tại phiên xử sơ thẩm vào ngày 21 tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Cùng tội danh trên, bị cáo Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, bị tuyên phạt 30 tháng tù. Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam cùng bị tuyên phạt 18 tháng tù. Sau khi có bản án sơ thẩm, các bị cáo Quân, Nhi, Hà, Tân có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng mức án mà Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên đối với các bị cáo là quá nặng. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án là bà Đặng Thị Hàn Ni và bà Đinh Thị Lan cũng có kháng cáo. Riêng bà Phương Hằng không kháng cáo, chấp nhận mức án sơ thẩm đã tuyên. Chiều 11 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Dù không kháng cáo bản án sơ thẩm, bà Phương Hằng vẫn được triệu tập đến tòa. Tuy nhiên, bà Phương Hằng đã đi chấp hành bản án 3 năm tù tại một trại giam trên địa bàn tỉnh Bình Dương và có đơn xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm. Bà Phương Hằng không xuất hiện tại phiên tòa này. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án này là bà Đặng Thị Hàn Ni cũng vắng mặt tại tòa. Trong khi đó, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khác là bà Đinh Thị Lan thì xuất hiện tại tòa từ khá sớm. Bà này bật khóc khi được chủ tọa hỏi về việc có ý kiến gì về sự vắng mặt của các bị cáo khác. Các bị cáo gồm Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam đều vắng mặt tại tòa phúc thẩm. Trong đó, các bị cáo Nhi, Hà, Tân và luật sư bào chữa cho các bị cáo này đều có đơn xin hoãn phiên tòa. Ông Huỳnh Uy Dũng với tư cách tố tụng là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án này, vắng mặt tại tòa. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa do tất cả các bị cáo cũng như luật sư bào chữa cho các bị cáo vắng mặt. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử đồng ý với đề nghị của vị đại diện Viện Kiểm sát và quyết định hoãn phiên tòa lần này. Ông Dũng Lò Vôi bị kéo vào vụ lùm xùm của bà Phương Hằng và Hàn Ni ra sao? Trước đó, ngày 1 tháng 3, liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ. Tại phần thủ tục phiên tòa, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng cùng đại diện hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam và Quỹ Từ thiện Hằng Hữu có đơn xin xét xử vắng mặt và đều vắng mặt tại phiên tòa. Đại diện Viện Kiểm sát cho biết sự vắng mặt của những người liên quan không làm ảnh hưởng đến việc xét xử các bị cáo. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị tiếp tục phiên tòa. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự. Theo đó, cáo trạng xác định các bị can Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt,
biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng, giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng, trái quy định của pháp luật. Hành vi của hai bị can này vi phạm luật an ninh mạng, nghị định số 72 năm 2013, đã xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội. Ông Trần Văn Sĩ khai nhận, việc có những phát ngôn nêu trên là do bà Nguyễn Phương Hằng có những phát ngôn nhục mạ nghệ sĩ, báo chí, đòi phong sát giới nghệ sĩ, có những lời lẽ trái với thuần phong mỹ tục và yêu cầu các nghệ sĩ sao kê tài khoản ngân hàng liên quan đến việc từ thiện. Nên ông Sĩ góp tiếng nói làm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của bà Hằng và có những phát ngôn liên quan đến công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Còn ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng, thường hay ghi hình cùng bà Hằng, cũng có những phát ngôn liên quan đến vấn đề trên. Trong khi đó, bà Đặng Thị Hằng Ni khai, việc có những phát ngôn nêu trên là do bà Hằng đã ghi hình phát trực tiếp trên mạng xã hội, có những lời lẽ xúc phạm đến mình trong ngày 3 tháng 9 năm 2021. Do vậy, bà Hằng Ni đã có buổi ghi hình phát vào ngày 3 tháng 9 năm 2021 để phản biện lại những nội dung bà Hằng đã nói không đúng đối với Hằng Ni như tống tiền doanh nghiệp, phản động, v.v. Nhìn lại diễn biến vụ án của bà Phương Hằng và đồng phạm. Ngày 6 tháng 4 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đề nghị viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty Đại Nam cùng 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cơ quan điều tra xác định trong vụ án này, bị can Nguyễn Phương Hằng đóng vai trò chủ mưu cầm đầu, 4 bị can còn lại giúp giữ vai trò giúp sức. Dư luận đánh giá, với những việc làm sai trái của mình, bà Phương Hằng có thể sẽ chịu thêm tình tiết tăng nặng. 4 đồng phạm giúp sức cho bà Hằng gồm Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, ông Đặng Anh Quân, giảng viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. Cả 5 bị can trong vụ án này đều bị đề nghị truy tố theo khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự. Khung hình phạt ở khoản này là bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định trong vụ án này bị can Hằng đóng vai trò chủ mưu cầm đầu. Các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân và Đặng Anh Quân có vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Các bị can phạm tội có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên. Cũng theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, được nhiều người biết đến và được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Lợi dụng sức ảnh hưởng của cá nhân, bị can Hằng đã liên tục tổ chức các buổi livestream, phát ngôn để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung chưa được kiểm chứng và phát ngôn về chuyện bí mật đời tư, cuộc sống riêng của nhiều cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, đã gây ảnh hưởng tác hại xấu trong dư luận xã hội. Trong đó, bị can Hằng đã đưa lên mạng xã hội những thông tin thuộc bí mật đời tư, bí mật gia đình, đời sống riêng tư, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân của ông Nguyễn Đức Hiển, ông Võ Nguyễn Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bà Đặng Thị Hằng Ni, bà Trần Thị Thủy Tiên, cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu và bà Trương Thị Việt Hà. Các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân, mặc dù không có mâu thuẫn với các cá nhân nêu trên, tuy nhiên do là nhân viên và hưởng lương từ bà Hằng nên liên tục thực hiện các hành vi giúp sức tích cực cho bị can Hằng, thực hiện hành vi phát ngôn, đăng tải các nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân. Khai tại cơ quan điều tra về lý do mời Đặng Anh Quân, bà Hằng cho biết bà và Đặng Anh Quân đều là những người có kiến thức, là người hiểu biết về pháp luật, có trình độ chuyên môn cao, là người cùng chí hướng, cùng quan điểm nên không cần bàn bạc trước vẫn có thể hiểu nhau, tung hứng với nhau trong các buổi livestream. Riêng các tài liệu mà Quân sử dụng trong các buổi livestream là các nội dung pháp lý mà Quân đã chuẩn bị từ trước để đem ra phân tích cụ thể hơn khi livestream. Bà Đặng Thị Hằng Ni, bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm nên phản biện. Theo cáo buộc, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, bà Đặng Thị Hằng Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook
tên nhà báo Hàn Ni, đăng bài và tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên các trang mạng xã hội. Kết luận điều tra cho biết các buổi ghi hình này có nội dung sai sự thật, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng. Chẳng hạn như bà Hàn Ni đã viết trên Facebook, dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng. Mình sắp thành tề thiên rồi, nghe nói có người khen mình búng tay là bay quỹ Hằng học, phẩy cái là bay nhà máy oxy, hát hay là bay luôn nhà máy găng tay. Quỹ Hằng học là cách bà Hàn Ni mỉa mai quỹ học bổng Hằng hữu của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Nhà máy găng tay là nhà máy chuyên sản xuất găng tay y tế Nitril, công ty cổ phần Glob Đại Nam của ông Huỳnh Uy Dũng. Nhà máy oxy là 7 nhà máy sản xuất oxy mini của ông Huỳnh Uy Dũng. Do vậy, bà Hằng đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng. Cũng theo kết luận điều tra, bà Hàn Ni đã sử dụng tài khoản Facebook và YouTube nhà báo Hàn Ni để phát buổi ghi hình tiêu đề "Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không?" đăng ngày 3 tháng 9 năm 2021. Trong đó có 4 đoạn phát ngôn được xác định thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư, trái quy định của pháp luật, vi phạm điểm D khoản 1 điều 17 luật an ninh mạng. Những phát ngôn trên là thông tin cá nhân liên quan đời tư bà Hằng. Bà Hàn Ni đã căn cứ vào một phần thông tin và nội dung chính trong các bài báo chính thống đã đăng về bà Hằng, nhưng không tự kiểm chứng lại để xác định đúng hay sai, không cần hỏi ý kiến và không cần sự đồng ý của bà Hằng, không kiểm tra, không được sự chấp thuận của cơ quan báo chí. Bà Hàn Ni xác định những phát ngôn này có liên quan đến bà Hằng vì biết bà Hằng còn có tên gọi khác là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, là CEO của công ty cổ phần Đại Nam và là người liên quan đến vụ án Nam Cam. Đối với ông Huỳnh Uy Dũng, bà Hàn Ni có tìm hiểu qua báo chí và biết được ông Dũng là chồng của bà Hằng, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam, là một trong 3 người sáng lập quỹ từ thiện Hằng hữu. Bà Hàn Ni đã dùng điện thoại di động và webcam gắn trên máy tính để bàn, để ghi hình và đăng đoạn ghi hình về nội dung trên. Nguyên nhân có những phát ngôn trên, bà Hàn Ni khai vì bà Hằng đã ghi hình phát trực tiếp trên mạng xã hội cũng trong ngày 3 tháng 9 năm 2021 và có những lời lẽ xúc phạm đến bà Hàn Ni. Do vậy, bà Hàn Ni đã có buổi ghi hình phát lại vào ngày 3 tháng 9 năm 2021 để phản biện những nội dung bà Hằng đã nói về việc bà Hàn Ni như Hàn Ni tống tiền doanh nghiệp là bồ của ông TTC, chửi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đưa hình ảnh bà Hàn Ni và chồng cũ lên mạng xã hội để nói làm gái và nói bà Hàn Ni là phản động, là không đúng. Ngoài ra, bà Hàn Ni trình bày mục đích tư vấn pháp luật nhằm tư vấn pháp luật để mọi người biết về việc bà Hằng cũng là một công dân bình thường, phải tuân thủ pháp luật. Ông Trần Văn Sĩ liên quan gì đến bà Nguyễn Phương Hằng? Ngoài bà Đặng Thị Hàn Ni, kết luận điều tra cũng xác định ông Trần Văn Sĩ đã phát nhiều buổi ghi hình có nội dung bịa đặt sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam, vi phạm luật an ninh mạng. Ông Trần Văn Sĩ, từng là chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long, cũng có những phát biểu tương tự như bà Hàn Ni, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng. Ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Phương Hằng, xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng hữu trên kênh YouTube luật sư Trần Văn Sĩ với hơn 124.000 người theo dõi. Trước thời điểm bị khởi tố bắt tạm giam chỉ một ngày, ngày 23 tháng 2 năm 2023, ông Sĩ còn đăng tải lên kênh YouTube của mình một video có thời lượng hơn 38 phút chia sẻ ý kiến cá nhân về việc giám định tâm thần đối với bà Nguyễn Phương Hằng và suy diễn về những tình tiết xung đột có liên quan. Tại cơ quan điều tra, ông Sĩ thừa nhận trong 8 buổi ghi hình đăng vào ngày 15-29 tháng 8 năm 2021, ngày 5-10-19-24-28 tháng 9 năm 2021 và ngày 16 tháng 10 năm 2021, ông đã có những phát ngôn nói đến thông tin cá nhân đời tư của bà Hằng và ông Dũng. Các thông tin này, ông Sĩ căn cứ vào các buổi ghi hình do bà Hằng phát trực tiếp trước đó, căn cứ vào các văn bản pháp luật và các bài báo điện tử chính thống. Nguyên nhân có những phát ngôn, theo ông Sĩ, là vì bà Hằng có những phát ngôn nhục mạ nghệ sĩ, báo chí, đòi phong sát giới nghệ sĩ, có những lời lẽ trái với thuần phong mỹ tục. Ông Sĩ có ý thích, trách nhiệm, góp tiếng nói làm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của bà Hằng. Đối với phát ngôn về ông Dũng, ông Sĩ cho rằng bởi ông Dũng thường hay ghi hình cùng bà Hằng.
và có những phát ngôn liên quan. Riêng phát ngôn về công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu, ông Sĩ giải thích rằng là do bà Hằng yêu cầu các nghệ sĩ sao kê tài khoản ngân hàng liên quan đến việc từ thiện. Hiện hai bị can Đặng Thị Hàn Ni, Trần Văn Sĩ đang bị tạm giam tại trại tạm giam Chí Hòa, Công an thành phố Hồ Chí Minh. Hai bị can này bị tạm giam từ ngày 24 tháng 2 năm 2023, tức đã hơn một năm cho đến thời điểm này. Bà Phương Hằng trả giá đắt cho những phát ngôn trên mạng. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thị trường không chỉ tạo ra cơ hội cho sự thịnh vượng kinh tế, mà còn hình thành một tầng lớp doanh nhân mới đầy tiềm năng và đóng góp lớn lao cho xã hội. Những người này không chỉ giàu có về mặt vật chất mà còn phong phú về trí tuệ, văn hóa, đạo đức và có trách nhiệm cao với cộng đồng. Họ trở thành những nhân tố quan trọng, ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của xã hội, từ kinh tế đến văn hóa và tư tưởng. Bà Phương Hằng với những đóng góp tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội đã trở thành hình mẫu tiêu biểu cho tầng lớp doanh nhân này. Bà đã thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội mạnh mẽ thông qua việc hỗ trợ cộng đồng, ủng hộ từ thiện và đóng góp cho các tổ chức xã hội. Những hành động này không chỉ là bằng chứng của lòng nhân ái mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều người khác. Tuy nhiên, những phát ngôn gây tranh cãi của bà Hằng đã khiến dư luận có cái nhìn phức tạp về nhân vật này, đặt ra câu hỏi về sự cân bằng giữa hình ảnh cá nhân và trách nhiệm của một doanh nhân. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn ngôn từ và hành vi trong không gian công cộng, đặc biệt là khi hội nhập sâu rộng với thế giới. Sự hội nhập quốc tế đòi hỏi một sự thận trọng văn hóa, bởi mọi lệch chuẩn không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân mà còn có thể gây hậu quả lâu dài cho văn hóa dân tộc, thậm chí ảnh hưởng đến nhiều thế hệ. Vụ việc của bà Hằng như một lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc duy trì sự tôn trọng và đoàn kết xã hội. Việc xử lý nghiêm minh những vụ việc như của bà Hằng không chỉ là biện pháp bảo vệ danh dự cá nhân, mà còn là yêu cầu cấp thiết để lập lại trật tự và giữ vững những giá trị văn hóa trong bối cảnh hội nhập. Đây là bài học quý báu nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân trong việc xây dựng một xã hội văn minh, tôn trọng và đoàn kết. 20 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm. Theo đó, bà Phương Hằng nhận mức án 3 năm tù, ông Đặng Anh Quân, giảng viên Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, Lê Thị Thu Hà, nhân viên văn phòng công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, 1 năm 6 tháng tù, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo hội đồng xét xử tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với kết luận giám định và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.